ri cua hấp đảo. Em sử dụng cua gạch và cua hai da. Em hấp vào bên dưới em có bỏ một ít gạo ST25 và phần khoai tây để em nấu để lấy hết vị ngọt trong xương cua. Cái phần thử thách nhanh anh đánh giá em rất là cao. Nhưng mà ngược lại phần thử thách loại trừ này có những cái cũ lặp đi lặp lại. Cơm cua, cơm thì em sử dụng là gạo ST25 trộn với một ít gạo tím để nó ra được cái màu hài hòa. Trong cái sốt của em thì có cà ri, rim, nước cốt dừa, một chút ít phô mai, một chút tương ớt. Cái món ăn của em nếu đưa vào trong nhà hàng về màu sắc em kết hợp chưa có được đẹp lắm, chưa có thật sự thu hút. Nhà hàng fine dining thì bỏ cái cọng này có cuốn có đồ lên trình bày thì anh thấy cũng không cần thiết. Ở đây với tôi thì bạn là trình bày đẹp nhất, xứng đáng nằm trong top 3. Nhưng mà tôi thì tôi lại thích bạn Vi này. Khi mà tôi đổi thời gian thì bạn ấy đã làm gần xong rồi. Và khi bạn ấy làm gần xong rồi mà bây giờ bạn ấy qua phải đi làm lại một cái khác, tôi cũng nhào vô tôi hỏi là ủa của em gần xong rồi, giờ em qua làm món khác em thấy sao? Tôi dùng hai loại cua, một là cua hai da và là một loại cua gạch. Cua gạch đó thì tôi sẽ dùng gạch cua đó kết hợp với lại cà ri này sẽ tạo nên một loại nước sốt tuyệt vời, đặc biệt là mới. Thắng thua phút đầu tiên nó không quan trọng, ngựa hay thì phải tính đường dài. Cà ri cua hấp đảo, em sử dụng cua gạch và cua hai da. Em hấp vào bên dưới em có bỏ một ít gạo ST25 và phần khoai tây để em nấu để lấy hết vị ngọt trong xương cua. Thường thì người Việt Nam cũng mình đi ăn cà ri thì sẽ bứt các loại rau thơm để trộn vô và để ăn. Thì nay em làm một cái form bò tạo từ các loại rau thơm mình ăn kèm chung với loại cà ri để bỏ lên trên cái dĩa tạo nên cho bức tranh nó thêm hài hòa màu sắc. Anh vẫn thấy chưa có đã lắm đối với một món mancos. Cái cách mix gạo ST25 với khoai tây mịn hơn một chút để nó hòa quyện lại. Đó. Cái phần thử thách nhanh á, anh đánh giá em rất là cao. Nhưng mà ngược lại phần thử thách loại trừ này có những cái cũ lặp đi lặp lại. Ví dụ như 3 lần đánh phồng tôm kiểu này. Thì những tập trước của mình thì mình dùng bánh phồng tôm để làm thành những cái tui. Còn hôm nay thì mình dùng là bột bán, dùng với lại nước gạo ST25 và một chút xíu của cái phần mà người ta không dùng trong con cua, tức là yếm cua. Mình lấy xay nhừ nó ra để tạo thành một cái bánh. Cái thứ hai nữa, thật sự cái sốt nó có vị khá pích trong cái lưỡi. Có nghĩa là cái định lượng sốt này nó nhiều. Mà nếu mà định lượng sốt nhiều, nếu như có cơm trộn chung với cái sốt thì anh ăn anh thấy nó nhẹ hơn. Đúng là mỗi người mỗi vị đấy, còn em thứ không bị quá nhiều gia vị. Tuy nhiên nếu mà chúng ta làm cho cái thịt cua nó lạnh hơn để cái vị của cái thịt cua nó sẽ được ngọt hơn và nó chắc hơn. Anh đã cảnh báo rồi, thịt cua xào nhiều quá mất vị. Thì đây là cái mà anh đáng tiếc. Cảm ơn. Em có làm một loại hải sản, ăn vô mình sẽ có cảm nhận giống như là đang ăn cơm dừa, nhưng thực chất nó là con mực. Giòn. Ok. Tôi rất là thích cái này. Thật sự sò điệp rồi nghe mùi bánh phồng tôm, đây là cái điểm cộng. Em mang đến đây món gỏi bao gồm cả vùng đồng bằng sông Cửu Long trong món gỏi này. Tương ớt Tiên Xu thì rất là hoàn hảo. Em có kèm nước của trái trúc để tạo nên cái vị chua trong cái nước sốt này. Phần gà bên trong em chọn là phần đùi, còn phần bên trên là em dùng bánh phồng tôm, rong biển và một xíu bột năng vô. Vẫn nếm được một cái mùi vị rất là quen thuộc. Đó là cái món sở trường của Vinh. Sở trường lần một là gỏi, sở trường thứ hai vẫn là gỏi. Anh cũng không có muốn nếm cái sở trường thứ ba, có lẽ vẫn là gỏi. Chính xác là món lạnh. Một đầu bếp không phải chỉ có món lạnh, món nóng, món nướng, rất là nhiều cách. Em đánh cà ri đỏ mà đúng không Vinh? Cà ri vàng, cà ri vàng. Hả? Vàng, vậy đánh vàng. Cà ri vàng. Ồ, vậy hai nay hai chị em mình đụng hàng rồi. Không liên quan đâu nha. Thắng thua phút đầu tiên nó không quan trọng, ngựa hay thì phải tính đường dài. Thứ nhất anh ăn cái con cua lộn nó rất là lạ, em phải ướp thêm gia vị nó thấm vào để cho nó ngon. Từ lúc đến giờ thì cái món ăn của em, cái sự mà trộn về gia vị là đậm đà nhất. Dạ, hôm nay em muốn mời ban giám khảo món cơm cua. Cơm thì em sử dụng là gạo ST25 trộn với một ít gạo tím để nó ra được cái màu hài hòa. Trong cái sốt của em thì có cà ri, rim, nước cốt dừa, một chút ít phô mai, một chút tương ớt. Cái món ăn của em nếu đưa vào trong nhà hàng về màu sắc em kết hợp chưa có được đẹp lắm, chưa có thật sự thu hút. Nhà hàng fine dining thì bỏ cái cọng này có cuốn có đồ lên trình bày thì anh thấy cũng không cần thiết. Ở đây thiếu cái sự tinh tế. Sao ta? Mình tập trung vào trong cái vị nó quá nhiều. Đến lúc decor thì lại bị
không kịp cái thời gian. Thật sự là mình cũng tiếc. Với tôi thì bạn là trình bày đẹp nhất, xứng đáng nằm trong top 3. Nhưng mà tôi thì tôi lại thích bạn Vi này. Khi mà tôi đổi thời gian thì bạn ấy đã làm gần xong rồi. Và khi bạn ấy làm gần xong rồi mà bây giờ bạn ấy qua phải đi làm lại một cái khác, tôi cũng nhào vô tôi hỏi là: ủa của em gần xong rồi, giờ em qua làm món khác em thấy sao? Cái chỗ của em không có một cái nồi cái chảo nữa. Đảo này của ai vậy mọi người? Của em là gạo tím thang à. Với nguyên liệu này thì em cảm thấy khá bất ngờ, nó không như cái dự định ban đầu của mình. Em sẽ làm ra một món cơm cháy mang vị ngọt, dạng như là một cái loại bánh vậy đó. Các sếp chú ý, tắt bếp. Ôi chuyện gì nữa đây? Khóc luôn á. Bây giờ tôi còn một thử thách nữa cho các bạn. Chết rồi, bây giờ làm cái gì? Chuyện gì nên xảy ra thì nó cũng cần phải xảy ra. Tiêu dần thì đồng nghĩa với các bạn là sẽ dừng lại nấu tiếp của món người nào đang nấu dở dang. Bản thân mình rơi chỗ nào thì mình tiếp tục sẽ chiến đấu với chỗ đó. Vi là nấu gần xong rồi đúng không Vi? Đúng rồi, em nấu sắp xong còn một bây giờ phải nấu món khác của người khác đúng không? Vâng ạ. Đấy, tài năng của em là phải nằm ở đây nha Vi nha. Em sẽ cố gắng anh ơi. Em sẽ làm cơm cháy với lại hàu, nước ngân hành và guacamole. Chào chef Vi. Em xin chào ban giám khảo ạ. Hôm nay cái món của em là cơm cháy ăn kèm với lại hàu xào với lại hành, nước mắm và guacamole. Đầu tiên là nó đẹp nha. Đẹp. Quá đẹp. Wow, rất đẹp luôn, màu sắc hài hòa. Anh có thể gọi cái này là cơm cháy mùa hè. Rất là tươi, có trái cây, hàu, thơm, mùi hải sản. Tôi thì tôi đến từ cái vùng hải sản cho nên tôi đánh giá cái vị cá đục của chef rất là tươi và tôi thích cái món này. Tôi thì tôi thích cái ý tưởng của sếp Vinh đó. Bởi vì Vinh là một người vô cùng thông minh. Khi mà bạn ấy nhận cái món cơm của bạn Yến thì nó rất là nhão. Và Vinh đã biết tận dụng cái đó làm ra thành cái bánh. Xử lý rất là thông minh. Hơn hết là đẹp, gọn gàng, sạch sẽ. Nhìn một cái như vậy là wow liền. Thì tôi thật sự tôi thích cái nhân của bên cái bạn Phí. Tôi thấy nó gần gũi lắm. Đối với tôi thì bạn là trình bày đẹp nhất, xứng đáng nằm trong top 3. Nhưng mà tôi thì tôi lại thích bạn Vi này. Khi mà tôi đổi thời gian thì bạn ấy đã làm gần xong rồi. Và khi bạn ấy làm gần xong rồi mà bây giờ bạn ấy qua phải đi làm lại một cái khác, tôi cũng nhào vô tôi hỏi là: ủa của em gần xong rồi, giờ em qua làm món khác em thấy sao? Vi rất là ngọt ngào. Em làm được mà anh. Và khi tôi thử cái món của Vi thì rất là ngon, trình bày nhìn cho tôi nuốt nước miếng 2-3 lần trước khi ăn. Sau phần thi thử thách nhanh thì chúng ta đã có Chef Minh, Chef Vinh, Chef Phi Yến và Chef Vi. Chúc mừng các bạn là top 4 trong thử thách nhanh của ngày hôm nay. Và bây giờ là xin mời Chef Allen và giám khảo Dương Quốc Nam sẽ chọn một người chiến thắng. 2-3 Chef. Nhà tài trợ Chinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam.